Hello, Khi Nguyễn xin được chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog ha. Thì sau lưng mình là những cái chú chim chim cảnh nhà mình nuôi bạn. Thì đây là chú quả thông, chú chim sáo với lại chú chim cưỡng. Thì mình chỉ thích nuôi những cái dòng chim mà biết nói chuyện thôi bạn. Thì giờ chim chim cưỡng thì nó đã biết nói chuyện cũng khá là sỏi rồi. Còn chỉ có em chim sáo là đang bập bẹ. Thì em chim quả thông này thì mình nuôi cũng gần được hơn 6 tháng rồi. Hiện tại thì mình cũng đang tập luyện cho nó, nhưng mà mình chưa có lột lưỡi bạn. Tại vì mình đợi khoảng chừng nói chung là chắc qua Tết đi, mình hãy lột lưỡi cho nó cứng cáp một xíu mình lột lưỡi ha. Thì nuôi chủ yếu là mình nghe nó bập bẹ được thì mình lột lưỡi thì nó sẽ hay hơn. Còn nó chưa biết nói chuyện mà mình lột lưỡi thì đâm ra nhiều khi con chim nó quảng á là nó sẽ không biết nói luôn. Đó. Hôm nay Khi Nguyễn sẽ trả lời một câu hỏi của một người bạn cũng khá là hay. Họ hỏi mình là anh ơi, làm sao mà để tiết kiệm thức ăn đến cái mức tối đa? Tại vì những chú chim mà bạn ấy nuôi á là nó quậy phá thức ăn dữ lắm bạn. Nói chung là nếu mà chim mà nó quậy phá thức ăn thì mình sẽ có cái cách xử lý như thế nào để cho nó hạn chế bớt. Nói chung là nhấn mạnh với các bạn một điều là chỉ hạn chế bớt thôi, chứ những cái dòng chim mà các bạn nuôi á, hoặc giả nói chung là tất cả các loài chim á, nó ăn con nào ăn nó cũng đều vương vãi ra hết, chứ không riêng gì con nào hết. Cho dù mình có làm cách nào mình chế tạo cái cống thức ăn như thế nào á thì thức ăn nó vẫn vũ, nó vẫn vẩy ra ngoài đó. Thì bây giờ cái cách tốt nhất đó, bạn thấy những cái lồng chim của Khi Nguyễn nè, thì từ sáng mình sẽ canh, giống như là mình nếu mà mình có thời gian mình ở nhà thì mình sẽ canh tầm khoảng chừng 3 đến 4 tiếng, mình sẽ bỏ thức ăn vào cho nó ăn một lần. Thì một lần mình canh nó ăn tầm khoảng chừng 15 đến 20 hạt thì mình sẽ bỏ tầm đó vào cho nó ăn thôi, và cỡ chừng 3-4 tiếng sau mình sẽ cho nó ăn thêm một lần nữa. Đó là cái cách mà hạn chế thức ăn. Còn đối với những cái bạn mà đi làm giống như Khi Nguyễn nè, đi làm 8 tiếng đồng hồ mình mới về, thì mình chăm sóc như chú chim mình ra sao? Thì sáng sớm mình sẽ bỏ thức ăn cho nó, ví dụ như mình canh cho nó ăn là một ngày nó ăn 3 lần, thì mỗi lần là khoảng tầm là 20 đến 25 viên đi, thì mình ví dụ như vậy, thì mình sẽ bỏ tổng cộng là một hũ thức ăn như vậy, thì mình sẽ bỏ tầm khoảng chừng 60 đến 70 viên đó, tầm khoảng đó thôi đó. Thì nếu mà nó ăn hết, với điều kiện là nếu mà nó ăn trong một ngày đó mà 60-70 viên thức ăn á, mà nó ăn hết á là nó no. Còn nếu mà nó quậy vậy bạn, thì mình cho nó quậy luôn, mình bất chấp cho nó quậy luôn. Tại vì mình đã thử rồi, nếu mà mày quậy á thì mày sẽ đói. Trong khi đó là nếu mà bạn bỏ đói nó tầm khoảng 1 ngày 2 ngày đi chăng nữa nó không chết đâu. Nhưng mà các bạn đừng có lấy nước ra được rồi. Thức ăn thì các bạn có bỏ đói nó 1 ngày 2 ngày nó không chết. Đó. Thì nếu mà bạn thấy mà nó quậy quá, bạn bỏ tầm thức ăn đó mà nó quậy quá thì nó sẽ đói thôi. Còn nếu mà nó ăn mà nó tiết kiệm thì nó sẽ no. Đó, thì mình cứ làm đi làm lại cái việc đó hàng ngày như vậy thì đâm ra con chim mình nó cũng thành cái thói quen. Nếu mà nó ăn mà nó quậy thì nó sẽ đói, và riết là nó sợ cái vấn đề mà nó đói thì nó sẽ tiết kiệm lại, và mình không để dư cái thức ăn ra. Đó, bạn thấy bây giờ chiều rồi, Khi Nguyễn đã đi làm về rồi, thì các bạn thấy những cái cống thức ăn của mình đang nuôi nè, quay qua đây cho các bạn thấy là em chim quả thông cũng vậy luôn. Đó. Thì cái cống thức ăn các bạn thấy nè là cũng hết luôn, trống trơn luôn. Đó. Thì mình sẽ tiết kiệm được một cái khâu là quản lý được cái thức ăn của nó bạn. Chứ nó con mấy con này mà các bạn bỏ một cống thức ăn đầy ha, nó ăn không hết, nó sẽ gấp, nó bỏ, nó vương, nó xong, nó giống như là nó gấp, nó chơi vậy đó. Cho nên là các bạn phải chú ý ha, là mình phải làm cho nó biết tiết kiệm thức ăn. Đó, bây giờ chiều rồi, Khi Nguyễn đi làm về rồi thì mình sẽ để thức ăn vào cho tụi chim mình nó ăn thôi. Đây là cắm thái. Cắm thái này thì Khi Nguyễn nuôi 4 loại chim. Đó là chim quả thông nè, chim nhồng nè, chim sáo, chim cưỡng. Thì mình đều cho ăn một loại cắm thái này. Đó, bạn thấy nếu mà mình để tầm khoảng một cái viên cám nó như vậy ha, mình can tầm khoảng chừng là nó ăn một lần là khoảng chừng 20 đến 25 viên là nó sẽ no. Thì đó, mình sẽ bỏ nó
nguyên ngày tầm khoảng 60-70 viên đó, thì nó ăn tầm đó là tới từ 7 giờ sáng đến đến tầm khoảng chừng 5 giờ chiều mình về, thì mình thấy thức ăn ở trong hũ nó đã hết. Có con thì nó ăn cũng còn được 5-6 viên, giống như con chim cưỡng nó ăn còn được 5-6 viên. Còn con chim sáo với lại con chim quạ thông thì nó ăn hết luôn bạc đó. Thì mình thấy tầm đó là vừa. Đó, các bạn cứ làm theo như cách Khương Nguyễn chỉ ha, thì mình sẽ tiết kiệm được cái thức ăn mà con chim nó vương vãi ra ngoài. Thì cái cách này cũng khá là hiệu quả và Khương Nguyễn đang áp dụng với tất cả những cái loại chim mình đang nuôi ha. Đó, buổi tối thì tầm khoảng chừng 10 giờ á là con chim mình nó đã nghỉ ăn rồi, nó đã ngủ rồi. Thì tại ở trên Bình Dương mình đang sống trên đây là cái khu công nghiệp á, cho nên là ngủ rất là trễ, tầm khoảng 10 giờ mình mới ngủ. Thì tầm khoảng 10 giờ thì mình thấy chim nó không còn ăn nữa và nó đã đi ngủ rồi, cho nên là mình chỉ bỏ tầm khoảng chừng 40-50 viên thôi. Đó, cho nó ăn khoảng chừng 2 lần. Thì từ lúc mà đầu giờ chiều khoảng chừng 6-7 giờ chiều đến tầm khoảng 10 giờ là mình bỏ chỉ tầm khoảng bao nhiêu thôi. Đó, để cho nó ăn bao nhiêu đây thì tầm khoảng chừng 40 viên ha. Đó. Giờ mỗi con mình cũng bỏ tầm khoảng 40 viên đó, để nó ăn xong tới sáng. Sáng nếu mà còn thức ăn còn nhiều hay ít thì mình cứ cân đối lại ha. Mình bỏ một ngày tầm khoảng chừng 60-70 viên cắm thái thôi là nó ăn đủ cho một ngày luôn bạn. Nếu mà nó quậy nó phá thì đồng nghĩa việc nó sẽ đói. Bởi các bạn đừng sợ nó đói mà nó rồi nó chết ha. Tại vì cái lò này khi Nguyễn thử rồi có thể bỏ đói trong vòng 1-2 ngày. Thì mình cũng sợ nó chết nữa, cho nên là mình chỉ bỏ đói chỉ trong vòng khoảng thời gian đó thôi. Chứ nếu mà thực tế mà nói, nếu mà có nước đầy đủ cho nó uống á, thì nó có thể cầm cự, theo như mình nghĩ nó có thể cầm cự được khoảng chừng 3-4 ngày ha. À, vậy là Khiêu Nguyễn đã hướng dẫn cho tất cả đại gia đình thân yêu mình biết được về cái cách mà để mình tiết kiệm được cái thức ăn để dành cho những chú chim mình nó ăn. Đó, bạn giờ bạn thấy cái khay phân của chú chim sáo nè. Đó, bạn thấy nó cũng bỏ thức ăn, các bạn thấy không? Nó bỏ đồng nghĩa với việc nó phải chịu đói. Đó, mình biết là nó đói, nhưng mà tại vì trong một ngày 8 tiếng mình mới đi về một lần á, thì nó đói tầm khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thì không sao hết bạn. Nhưng mà mình quản lý được cái khâu thức ăn, thay vì một bịch thức ăn, một bịch cám thái đi, các bạn cho một chú chim nó ăn một tháng, thì tập theo cái cách này của Khiêu Nguyễn, một bịch cám thái có thể các bạn sẽ nâng lên là tầm 1.5 tháng nó ăn mới hết. Đó, cái cách này cũng khá là hiệu quả và Khiêu Nguyễn cũng đã áp dụng với tất cả những chú chim mình đang nuôi và nó cũng đang gặt hái được cũng rất là nhiều thành công bạn. Đó, mình giờ mình đã tiết kiệm được cái khâu thức ăn. Lúc trước mình cứ bỏ đầy cống này, cứ bỏ đầy những cái cống thức ăn này, cho nên là con chim mình nó ăn rồi nó quậy chỉ trong vòng khoảng chừng 2 tuần lễ thôi là nó ăn hết nó quậy hết một bịch cắm thái luôn bạn. Đó, thì mình thấy như vậy khá là phí, cho nên là mình từ từ mình rút ra được cái kinh nghiệm ha, là mình cứ bỏ ít thôi chứ không cần bỏ nhiều. Mấy con này nó chịu đói thì cũng giỏi, trừ khi nào các bạn mà lấy nước ra thì mình mới sợ thôi. Tại vì nước thì rất cần cho sự sống và sự phát triển của tất cả các loài vật luôn, chứ không riêng gì con chim mình. Ở đây giống như mình con người mình mà thiếu nước trong vòng khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thôi là đã cảm thấy là nó khó chịu trong người rồi. Đó, chứ các bạn có thể nhịn đói, nếu mà con người mình có thể nhịn đói trong vòng 7 ngày không giả 10 ngày là ok bình thường chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà khát nước mà bạn nhịn khát trong vòng khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ thôi là thấy là cơ thể mình nó sẽ yếu dần đi.
Thôi Thiên Nguyễn cũng xin cảm ơn đại gia đình thân yêu đã quan tâm và theo dõi cái video của mình ha. Chúc anh em mọi người vui và thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt mọi người.